Chắc có lẽ các fan của Bayonetta đã xem hết trailer mới nhất của phần 3 tựa game rồi nhỉ? Dù chỉ ngắn thôi nhưng tựa game này đã thu hút lượng lớn người xem và thảo luận về nó. Bayonetta 3 thực sự nhìn vô cùng epic và độ điên cuồng mà tựa game này luôn mang lại vẫn được thể hiện rõ qua trailer review này, nhưng lại có quá ít thông tin để có thể phân tích rõ thêm về phần cốt truyện. Tuy vậy, các fan của Bayonetta như chúng ta hẳn sẽ nảy ra rất nhiều câu hỏi trong đầu. Bayonetta trong trailer có thật sự là Bayonetta mà chúng ta biết hay không? Nhân vật cuối trailer có thể là ai? Còn chi tiết nào mà các bạn có thể đã bỏ qua trong trailer này? Để giải thích cho những câu hỏi này, mình đã lục lại cốt truyện của các phần trước, sâu chuỗi chi tiết cũng như tổng hợp thông tin để đưa ra những phân tích cũng như giả thuyết về nó. Có lẽ trong tương lai xa hơn thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng thêm về cô nàng Bayonetta trước khi game được ra mắt vào năm 2022. Nhưng cho đến thời điểm đó, hãy cùng Kamiko tìm hiểu trước và đoán xem những dự đoán của chúng ta có đúng không nhé. Đương nhiên trong phần giải thích mình cũng sẽ phải spoil một chút về phần game trước của Bayonetta. Nếu bạn không muốn bị spoil thì có thể dừng video tại đây được rồi. Ngoài ra nếu các bạn có những giả thuyết hay ho nào thì hãy comment cho bọn mình biết nhé. Còn nếu các bạn đã sẵn sàng cùng mình tìm hiểu thêm về cô phù thủy quyến rũ này thì cùng bước lên máy bay và đến với Nhật Bản ngay thôi. Let's dance, boy! Trước lời bắt đầu tại khu vực Shibuya của Tokyo, nơi quân đội Nhật Bản bắt đầu đổ bộ để đối đầu với một kẻ khổng lồ bí ẩn đang tấn công thành phố. Nhận ra rằng vũ khí không có chút xi nhê gì, họ bắt đầu lùi bước cho đến khi con quái nhận ra mình bị bắn đằng sau. Nhìn xem, đó là Lappy đến từ Astral Chain. Nhưng mà Lappy làm gì ở đây vậy? Con quái chưa kịp tiến đến chỗ của Lappy thì đã bị Bayonetta bay tới và xử lý nó. Bad boy. Ở phần game đầu tiên, chúng ta đã được gặp một cô bé có tên là Cereza và sau này biết được rằng cô bé đó thực chất chính là Bayonetta khi còn nhỏ. Trong phần 1, Bayonetta từ phong ấn trở ra đã gặp được Cereza 4 tuổi. Lúc đó cô không biết Cereza là ai, nhưng Bayonetta thấy Cereza có một chiếc đồng hồ y hệt chiếc mà cô cài trên ngực. Sau đó, Bayonetta đã buộc nó vào một sợi ri băng đỏ, đưa cho cô bé và bảo hãy giữ nó cẩn thận. Sau đó, cô bé bị Bader bắt cóc với mục đích khôi phục ký ức cho Bayonetta. Bader ở đây chính là cha của Bayonetta. Ông ta đã đánh cắp Cereza ở một dòng thời gian khác và mang cô đến đây chỉ để khôi phục lại ký ức của Bayonetta. Về sau vận dụng cô để dung hợp Paradiso và Inferno lại với nhau. Nghe tên Bader các bạn thấy quen chứ? Rõ ràng các nhà phát triển đã lấy chi tiết Bader trong thần thoại Bắc Âu. Bader trong Bayonetta là một Lumen Sage đến từ Paradiso, nơi của ánh sáng và các thiên thần. Bên cạnh đó, Bader trong thần thoại Bắc Âu là vị thần ánh sáng. Thêm một điều nữa là ở trong phần 2, ta được biết đến ngọn núi Fimbulvetr, nơi kết nối thế giới của con người với cả Inferno và Paradiso. Quay trở lại với giả thuyết của mình, thì có thể việc trả lại cô bé đúng dòng thời gian của cô không ảnh hưởng đến Bayonetta mà chúng ta biết, nhưng dòng thời gian của Bayonetta bé khi lớn lên lại khác. Và có thể ở phần 3 này, chúng ta sẽ được nhập vai vào cô bé mà chúng ta giải cứu năm xưa, giờ đã khôn lớn và trở thành một Bayonetta trưởng thành. Vậy là theo lý thuyết này, Bayonetta 3 sẽ nằm ở một dòng thời gian hoàn toàn khác so với hai phần trước đó. Hãy so sánh kiểu tóc của Bayonetta 3 trong trailer. Nó khá giống với kiểu tóc mà cô để khi còn nhỏ đúng không nào? Đây có lẽ là một trong những điểm tương đồng rõ nhất mà chúng ta có thể thấy khi so sánh Bayonetta ở hai phiên bản. Bằng chứng thứ hai là bóng của Bayonetta được phản chiếu trên mặt đất. Madame Butterfly là con quỷ mà Bayonetta hay sử dụng để biến hình. Có một người dùng Twitter đã cho rằng đây không phải là Madame Butterfly, nên có thể đây là một phiên bản Bayonetta của dòng thời gian khác. Thực chất, con quỷ đi cùng Bayonetta lần này có design của cánh khá giống Madame Butterfly ở những phiên bản trước, dù phần đầu và thân có vẻ giống với côn trùng hơn là cơ thể con người. Điều này cũng phần nào chứng minh được sự khác biệt của phiên bản Bayonetta này. Điều thứ ba, người lồng tiếng cho Bayonetta là Helen Taylor đã xác nhận rằng cô sẽ không tham gia vào phần này. Chất giọng quen thuộc đã không còn nữa. Không biết là có phải là dụng ý của Platinum Games để ngầm confirm cho khán giả rằng Bayonetta mà chúng ta hay biết sẽ không quay trở lại. Mà nếu quay trở lại với teaser đầu tiên của Bayonetta 3 từ năm 2017, chúng ta có thể thấy Bayonetta có ngoại hình như những phần game trước, và cuối cùng cô đã ngã xuống. Có thể đây là minh chứng cho việc Bayonetta mà chúng ta biết đã chết, và phiên bản mới lớn này của cô sẽ phải hồi sinh cho cô ấy hoặc trả thù. Nào, tiếp theo, câu hỏi thứ hai được nhiều người quan tâm nhất là
nhân vật ở cuối trailer là ai. Và không, đây chắc chắn không phải là Virgil. Chả thể Virgil ở Devil May Cry lại xuất hiện ở đây sao? Khả năng đấy hầu như sẽ không xảy ra đâu. Nhưng điểm đáng chú ý của nhân vật này nằm ở vật treo ở phần chuôi kiếm. Có vẻ đó chính là Cheshire, còn búp bê mà Seraza ôm trên người. Theo cha đẻ của tựa game Hideki Kamiya thì Cheshire được mẹ Seraza làm cho cô bé. Tên của con búp bê này được lấy theo tên của chú mèo Cheshire trong Alice Adventures in Wonderland. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy trên thân kiếm là hình một vết chân chó. Nếu mèo có liên quan đến phù thủy thì chó có liên quan đến thiên thần. Vậy nên anh chàng này có vẻ là người Lumen Sage. Nào, sau khi phân tích hai nhân vật chính đã xuất hiện trong trailer, chúng ta sẽ đi sâu và phân tích đám quái vật và cả kỹ năng của Bayonetta nữa nhé. Chúng ta có một đám quái vật mới, không phải Demon cũng chẳng phải Angel. Điều này đã được xác nhận trên website của game. Cũng có thể đây là một thế lực hoàn toàn mới, không ở trên trời cũng không ở dưới địa ngục, mà có thể luôn tồn tại ở trần gian đang chán ghét cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục. Dù vậy, sự xuất hiện của chúng tại Tokyo, Nhật Bản cũng là một điều bí ẩn. Chưa rõ vì sao chúng lại ở đây và ai là người đã mang chúng đến. Đối đầu với kẻ thù mới thì Bayonetta cũng có những skill độc nhất mới. Không như những phần game trước, chúng ta chỉ có thể triệu hồi Inferno Demon ở những hoàn cảnh cụ thể và đặc biệt, dùng để kết liễu kẻ địch, nhưng với kỹ năng mới Demon Slave, cho phép Bayonetta điều khiển chúng một cách hoàn toàn. Không chỉ tham gia được vào combat, sử dụng kỹ năng của chúng, mà có vẻ chúng ta cũng sẽ sử dụng chúng để di chuyển trong môi trường đặc biệt. Bên cạnh đó thì kỹ năng Demon Masquerade có thể giúp Bayonetta biến thành Madame Butterfly. Không rõ ràng liệu cô có thể kết hợp với các Inferno Demon khác nữa hay không, nhưng đó là tất cả những gì trong trailer cho chúng ta thấy. Có vẻ như đó là tất cả những gì mà chúng mình tìm hiểu được từ trailer này. Không biết các fan của Bayonetta nghĩ sao về phần 3? Nếu các bạn có những phân tích hoặc giả thuyết gì thì hãy comment phía dưới cho bọn mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Gameco. Nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và subscribe cho Gameco. Hoặc là các bạn có thể đón xem những bài review mới nhất của bọn mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.